xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì giờ Vũ với anh Hòa đi giao chiếc xe lăn cho chị Nhật nha các bạn. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Vũ với anh Hòa đi giao cái chiếc xe cho chị Nhật. Rồi đi anh Hòa. Nhà chị Nhật ở quán Biên Thị đi xuống nha các bạn. Đây là đường cái bến xe cũ hồi trước. Vẹo trái anh Hòa, ngay trụ điện á. Vẹo qua, vẹo trái qua. Ừ. Này có xe lăn như chị Nhật rồi đó. Rồi đi thẳng luôn. Rồi ngay cái nhà máy tôn xét xét đó, quẹo vô á, máy trái nha. Rồi quẹo trái á. Rồi. Đây tới nhà chị Nhật rồi. Nhà chị Nhật thì ở khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Để ngoài ra tháo vào luôn đi cho nó rộng rãi. Nay có chiếc xe lăn cho chị nè. Chị thông cảm, cái này là lâu rồi, lý do biết sao không? Cái hàng này là từ bên Mỹ nhập về nha, chứ không phải là ở Việt Nam mình đâu. Lâu lắm thì có chuyến về đó. Đăng ký cho chị nè, của USA nè. Đi bán vé số phải không? Ừ, kiếm tiền. Em chứ giờ tôi có tiền bán rồi. Em trời nằm không ngồi được. Giờ đi được mừng quá trời mừng. Nay đi đi ra ngoài chơi được. Rồi, mừng dữ lắm. Mừng dữ lắm. Mừng cũng như túng số vậy. Túng số không trúng mà túng chiếc xe lăn hả? Tại vì có đợt nữa mới có về chứ đâu phải có liền. Chị tắt cái tivi mà em ơi chị. Tắt tắt mà em ơi. Nãy giờ quên nữa. Đây là ốc để ráp vô. Cái này biết chứ không biết ráp cũng cực lắm à. Không biết ráp mò lâu lắm à anh Hòa. Không biết giờ ráp. Không biết ở đâu có ráp được. Không gặp cái chú nào á. Ở trong cho gạo của giáo á. Nói cho mừng hết trời. Không kìa vô luôn à. Rồi, bán vô tặng vô luôn hả? Chị là bán bán vô bán chinh tố làm không? Dạ thôi. Bán vô bán chinh tố luôn hả? Ừ. Bánh phồng luôn, quảng cáo luôn. Cái tình thương mến thương mua giùm vài bịch đi. Tình thương mến thương hả? Em đâu có ăn lạnh đó, giờ em không có ăn lạnh. Bánh phồng khôn nè. Đây là bánh phồng mì. Bánh phồng mì nướng. Đây bánh phồng chuối, bánh phồng chuối nướng. Da ua. Đây là da ua. Xin tố mít. Xin tố mít luôn.
thôi thôi em không ăn. Thôi thôi em không có ăn lạnh đó, giờ không ăn lạnh. Để mở khẩu trang đi cho bà con ở chợ người ta biết, người ta mua ủng hộ cho. Đó. Ừ. Nó. Vậy biết chị bán bánh. Xin tối gia ô bánh phòng. Và chạy lưu động vòng vòng ở Bình Đại luôn. Ừ. Chạy lưu động luôn. Bà con ở Bình Đại mua bánh tráng, bánh phòng dâu ủng hộ chị. Nhớ không? Không tôi nói chị nhớ không? Ở trong phải không? Ừ. Không có nhớ mà. Chị tên gì? Loan. Chị Loan hả? À, dạ, thôi em chúc chị bán đắt nha. À, thôi cũng tôi cảm ơn nha. Rồi. Rồi. Qua con anh Hòa ráp tiếp. Dạ. Dạ. Tại cái này dì ba biết làm sao lâu không? Cái này ở bên Mỹ nhập về chứ không phải là ở Việt Nam mình. Thành ra có cái chiến Mỹ có được. Dạ, xe xịn luôn á, đóng mát in USA luôn nè. Nè thấy chưa? Thôi không không chú chắc chú này nói nè. Ở trong cô giáo á, lãnh gạo á. Cô giáo nào? Cô giáo thầy giáo quê không có gì. À. Cho gạo lại nó. Rồi. Nói cho thi giọng thôi. Dạ thì nghe Vũ nói nó chị nghe đó. Mình nói trời luôn. Dạ thì em đăng ký cho chị đó. Cái Vũ này tốt lắm ạ. Trời ơi, giúp người mà cũng tốt. Vũ mấy đứa có gì đâu còn tốt. Vũ. Dạ hai đứa gì ba? Trai gái. Dạ hai thằng trai con. Vậy hả? Đợt này là tôi không chú Vũ phải nhà chú sửa tình hình TV không? Dạ. Ừ. Ông xã con cũng quen với cái này. Quá hả? Thì anh trả tình hình cho chú này sửa. Dạ. Con tháng nào đi bệnh viện 5 lần. Tôi đợt này không nhờ cộng đồng. Dì ba ngồi ghế nè. À, được rồi con. Ngồi ngồi đi. Hôm nay dì ba có đi bán bánh bông lan không? Có hả? Bán đỡ không dì ba? Còn bữa nào quá. Bữa bán được nhiêu nhiêu ngàn á hả? Nhiêu cái? À, bữa bán được 300 mấy. 300 mấy chục cái hả? 300 mấy chục cái nhỏ vậy nè. Mà 300 mấy chục ngàn á. 300 mấy chục ngàn mà nhà dì ba làm luôn. Ở nhà làm. Dạ. Dì ba nướng ngoài chợ á. Dạ. Mướn sạch nướng ngoài chợ. Ta thấy người ta mua. Nó trong nhà lồng á phải không? Ở trong nhà. Dạ. Rồi. Đi bán mau lẹ hết về ngang tối rồi. Đợt này á tôi đi bệnh viện tháng rồi tôi đi 5 lần luôn. Không nhờ cộng đồng giúp trước là tôi chết bỏ xác rồi. Bữa nay thấy chị đỡ đi tới luôn đỡ hơn lúc trước một chút nói nè. Nói chuyện lớn nữa đó. Hôm đó nói không nghe. Bây giờ em chỉ chị nè. Chị đi vô trong này người ta có trị bệnh miễn phí nè. Ở trong ngay chỗ cầu sắt sập á. Chị vô trong chị lên hỏi bà Tư á, là con của bà Tư trị á. Bà Tư ở chỗ nhà em á. Bà Tư kế bên ngay chỗ nhà anh Quân á. À ở trên đó là bà Tư. Rồi đúng rồi. Lên hỏi bà Tư đi. Đi, đi lên đó trị bệnh miễn phí đó. Dạ con cũng nghe nói chứ chưa có lên tỉnh. Mà tên đó là trị miễn phí đó. Bà con nào bệnh nặng lên đó người ta trị cũng hết á. Chị tính bán vé số hả? Dạ. Ví dụ cái chỗ nào gặp rừng mình leo xuống mình đẩy nó một chút. Dạ. Đẩy được không? Dạ dạ. Hai chân con không có bị liệt. Con chỉ là mệt không biết sao được. Đẩy ra được mệt thì sao được. Không có, mệt lắm. Chiếc xe này cũng nhẹ mà. Xe nhẹ hiu mà chứ đâu có nặng đâu. Chứ giờ nay thấy khỏe hơn lúc trước. Không không con không có ngồi. Không có Vũ không có kể sống. Trời má tổng sự chết. Trời má tổng sự chết. Đi trối tùm lum với bà Mỹ với mấy đứa bạn rồi. Dạ. Bữa nay vậy là còn sống nó mất 8 phần rồi còn 2 phần nữa. Dạ. Còn hơi mỏi chứ. Để em hỏi thăm cái địa chỉ đó cho, để em cho chị lên đó chị trị bệnh. Giúp chị đi. Dạ. Ở dì ba ngồi đi, con đâu có ngồi đâu mà nhắc ghế con quay mà. Quay phim mà.
Ngôi nhà cái tôn của chị thấy nay nó cũng hư hết trơn rồi, nó xét xẹt hết trơn rồi. Rè máy gì đâu hư hết trơn rồi. Giờ vô bánh. Vô bánh. Xe này xịn dữ ha anh Hòa, chất lượng ha. Chất lượng đâu. Hố gà hả? Rồi, mấy em bé cùng xóm. Mắc cỡ vậy? Chạy. Chạy hết rồi. Dạ. Cho bà Hai nè, bà Hai đi bán vé số á. Hôm nay thấy chị khỏe cũng mừng rồi, chứ lúc đó xuống là thấy chị thở không à. Thở nói đâu ra, chủ thấy không? Nói xong nó thâu vô được. Em ở đâu biết đâu, cũng nhờ chị Mỹ á. Chị Mỹ nói em á. Này lắp cái yên vô. Tại từ ngoại nhập về y vậy chứ đâu có ráp, ráp nó còng cền chứ đó. Quay từ trước mình tới giờ không được. Dạ đâu có quay. Không có mình lên mạng luôn không? Dạ. Lên trực tiếp luôn hả? Không, về Mỹ Đăng lên. À, chứ đây nhiều khi mạng yếu mình đăng mình làm trực tiếp không được. Đây nó lại tư rồi nó đuổi vô nó làm cái ạch cái nó đè nha. Rồi mốt đi bán. Cái lần này cũng 5 triệu. Đào cái lưng rắn ra. Anh đúng là ở trong chòi thường hả? Ở trong chòi thường. Mới ra thì khác hỏi là mua. Có con năm là cô không cổ cái chòi á. Không, nó bị não mà.
đi tái khám mà giờ không có tiền đi. Đi mua thuốc như này như này không. Giờ lần nào cũng 3 4 tháng. Thì các giò gì hết nha. Giò đó đây anh đỡ giò vô á, nó chịu lại. Cái dây này mấy người cái giò là thọt cái đây luôn hả? Không không mình ngồi. À đây. Chịu thôi. Chịu cái giò, chịu cái miếng rồi nè. Rồi rồi. Cái này chuyên gia về bên này hay là rác hay. Dạ. Chỗ để giò. Cái này lên xuống là muốn có tăng đưa luôn. Là muốn ra vô đây nè. À. Muốn để thì sao để? Muốn để sao để? Hai cái luôn. Hai cái chứ không lẽ có một cái để con giò ha. Cái gì chỉ nữa chỉ biết chỉ dạ. Chỉ biết à. Tới mà mấy chỗ nào gặp lên mình leo xuống. Cái mình đẩy cho nó qua. Tại vì chân mình nó không có liệt mà nó mệt. Đi sao không được. Cái bát đó để gì? Thắng. À, thắng. Thắng này thắng vỏ luôn à, ăn dữ à. Nè, cái mình gà mình gắn rồi nè. À, phá vỏ luôn. Phá lại mình bước xuống được. Còn mấy nó bay vòng vòng sao? Chạy vòng vòng. Để vòng vòng. Phá lại. Này mình phá mình xuống rồi phá bánh á. Mình xuống phá bánh. Mình đi thì mình thắng tay được rồi. Thắng đi rồi, tay hai tay để đẩy á. Hai tay mình điều khiển rồi. Hai bên hai cái thắng. Này hổm em đăng ký có anh chiếc cho chị à. Đăng ký nay rồi 4 5 tháng luôn rồi. Anh xin chưa ai nữa. Chuyện mình hỏi vậy đâu có. Nó muốn ấy thì phải đăng ký. Ví dụ có ai có ai xài phải đăng ký. Giờ chỉ có xe này đăng ký lăn đi bán vé số. Đi nó thoải mái á chị, ngồi ở nhà. Đi ngồi đi ra có nắng có nôi. Dạ. Nằm chứ nó đau lưng mình chết luôn á. Dạ. Dẫn xe vô nhà đi rồi khóa cửa rồi đi. Rồi để cố lấy cái áo dài tay mà phải. Mấy tháng là không có đi bao tháng mà đi chợ. Đây cái dựa không? Dựa. Nãy gì ba hỏi truyền hình tính mua truyền hình hay gì hỏi? Cái truyền hình có hư rồi mày ơi. À, bữa nào lên? Có nhiều loại. Thứ của dân nó bệnh. Dân hay dân cái hai nè. Dạ. Dân nó nói á. Đường này có chạy dạ. Cáp rồi vô tới không? Vô. Đi vô thay đồ hai bận lộn đó đi. Cáp bẻ chết, tên cực quá. Dòng gió quá, dòng gió. Hai tháng nay tôi lên giảm lại được 6 rồi, còn hai thứ nữa nè. Hổm xương không mà để dễ đau. Lên lại phải không? Ừ, lên được 2 tháng lên được gần 6 tháng, 5 ký mấy. Dạ. Vậy hả? Ừ. Vậy đỡ quá, nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ thêm nữa cho khỏe. Hổm sụt 13 ký á. 2 tháng nay lên được 6 ký. Vậy khỏe nè. Nhớ ơn chữ lắm rồi. Trời ơi, còn da với xương không à. Mỹ nó thấy mà nó sợ lắm. 6 kg mà còn vậy đó. Rồi hôm nay Vũ sẵn giao chiếc xe cho chị Nhật thì Vũ cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha.
giúp đỡ cho chị. Hổm cũng nhờ số tiền mà chị đi trị bệnh với ăn uống bồi dưỡng nay đỡ rồi đó. Nay lên được 6 kg rồi đó. Được phần nữa rồi, em phải lên phần nữa vậy đó mẹ. Bây giờ chị có chiếc xe lăn nè, chị Nhật đi bán vé số nè. Mừng quá à. Muốn lên được 6 rồi đó. Bán kiếm tiền à, ăn uống được chứ. Nằm bệnh viện mấy tháng rồi. Để chết không có thể sống chút nào. Đó. Lúc mình vũ xuống đây là tôi không có. Đó thì lúc xuống đó là nói nhỏ xíu à. Ừ, không hy vọng sống một thần nào. Nói không nổi. Bữa nay sớm này nói tôi hết chết. Nam đi xe mà mừng quá. Mừng quá hả? Ừ. Làm cái gác này phải lên tên chút. Nó là tuyệt vọng quá rồi. Hôm nay có gì hy vọng rồi. Rồi ráp cái chỗ dựa vô. Ôi niệm quá im luôn. Quá im luôn chị Nhật ơi. Dạ. Tôi không ngờ bây giờ nó bình thường đó. Đi tiểu được, đi cầu được, tự đi ra sao. Ngày vệ sinh mừng dễ sợ hả? Con không? Thì con nó có vợ chồng hết, nó đâu kể mình bệnh dữ vậy. Tới chừng tôi thở không được, tôi đi bệnh viện nó mới lên đó. Rồi nó về nó nấu đồ ăn, đồ uống cho tôi đó. Rồi tôi mới được hồi sức rồi nè. Tôi hổm da với xương con à. Bữa nay đi tính thì bán số nào kiếm thêm nữa ăn uống chứ đâu có nuôi nha. Dây đó là dây nịt lại, còn cái bát nữa anh, cái bát trên kìa, cái bát đó, cái bát đó để người đẩy hay gì phải không? Rồi bắt ngang rồi quên rồi, cái bát đó để người anh sao đẩy anh. Rồi, anh Hòa siết cứng lại. Kiểm tra cứng đồ lại hết. Hòa đã ráp và hoàn thành xong chiếc xe lăn rồi nha các bạn. Rồi để cho chị Nhật lên thử. Phá lại lên cho nó. Rồi vậy là lăn đi á. Rồi rồi khoan. Khoan đi một vòng lên tả luôn. Giờ đi hả? Ờ, nhưng mà khoan để anh Hòa cái này thì chiếc xe gửi về là phí 200.000. Đây em phải không, anh Hòa phí là 200.000 phải không? Rồi em gửi cho anh tiền phí luôn á. Mình bật ha. Rồi bật lên. Rồi. Rồi giờ chị đẩy đi luôn đi, rồi em cảm ơn anh Hòa. Rồi đi lên đó đi. Mạnh tay đi đẩy. Rồi đi đẩy lên tên kia luôn. Được mà. Không chỉ ấy từ từ được mà. Nó đang làm cổng
Rồi tạo giúp lên chút đi. Rồi lên thử lên lên. Từ từ quen tại mới mà. Dạ, từ từ phải để máy vô từ. Rồi. Từ quen cái gì? Ờ, tại đá nhiều quá. Nhẹ không, lăn nhẹ không chị? Nhẹ hả? Dạ. Của cậu chính rồi, nay ổng mất rồi, đóng cửa luôn rồi. Rồi lên đây là ngon lành á. À, đẩy đi được vậy là mừng dữ lắm rồi. Rồi khóa lại, khóa thắng á. Không được, nó còn thấy á. Vậy hả? Rồi đúng rồi đó. À, cứng ngắt luôn á. Bỏ chạy. Về xuống bình thường. Để đợi bà gài không mạnh cái nó tuột. Về xuống bình thường. Vậy là mọi người đêm nay ngủ ngon. Bữa hai bữa nữa đi bán vé số. Có chị chim nữa. Dạ. Lần nóng có chị chim á. Dạ. Cảm ơn cộng đồng nè. Rồi chị. Không có cộng đồng là tôi không, tôi chết rồi. Bữa nay tôi có sự sống lại, tôi mừng có thêm chiếc xe nữa, tôi tự lực cánh sinh, tôi đi bán vé số tôi kiếm tiền tôi ăn uống, tặng bồi dưỡng thêm cho nó thiệt mạnh. Tôi không biết nói làm sao, thì tôi xúc động dữ lắm. Yeah. Tôi cảm ơn cộng đồng nhiều dữ lắm. Yeah. Từng người tôi không biết ai rất nhiều mà tôi biết ơn dữ lắm. Rồi giờ chị cảm ơn, tại vì em cũng là xin nhờ anh Hòa. Chị yeah. Cảm ơn anh Hòa với anh Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chị chiếc xe. Dạ. Yeah. Tôi cảm ơn
quà nhiều dữ lắm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tôi cái xe để tôi có phương tiện, tôi có tiền tôi lặn tôi ăn uống, tôi bồi dưỡng thêm cho tôi thiệt mạnh. Tôi mừng dữ lắm, tôi cảm ơn nhiều lắm, tôi biết ơn nhiều. Em cũng cảm ơn anh Hòa nhiều, anh Hòa. Rồi, không chi dữ. Dạ. Thì, anh cũng cho em gửi lời cảm ơn cái anh Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ cho chị Nhật chiếc xe. Em cảm ơn rất là nhiều, em rất là vui để có chiếc xe để cho chị đi bán vé số, đi tới đi lui. Chứ rồi, còn chỉ rồi, đi rồi. Bình thường chỉ đi mệt chỉ đi không có được. Để giờ nhắn trở lại cho anh đó. Dạ. Rồi. Tại đi sao không được, nó mệt. Cái này bên cánh của anh Hòa. Dạ. Tôi nói tôi mang ơn nhiều người lắm. Dạ. Thì hôm bữa đó em xuống thì nghe chị Nhật nói thì chỉ cần chiếc xe thì em mới đăng ký á. Đăng ký quà mà lâu lắm, bữa nay mấy tháng lận chị Chim. Tại vì cái này ở bên nước ngoài á phải đợi người ta cho. Người ta chuyển về một lần vậy chứ đâu phải là có liền. Dạ. Về lần là mấy chục chiếc luôn á. Đếm từ ngày luôn á. Tại vì mà mùa dịch cúm là nó không có sức được, không dám mà. Chứ đâu phải ở Việt Nam mình thì có liền rồi. Tôi đếm từ ngày luôn nha chú Hòa, nó khoảng 2 tuần. Trong từ ngày. Dạ. Đang đi bán bậy nó kiếm đâu ra chục, mình cũng có tiền mình mua bánh trái rồi mình ăn. Với lại đi tới lui cho có tiếp xúc ánh nắng rồi đó. Nó chắc da chắc thịt. Nhà hoài bệnh. Dạ thôi thì Vũ cũng xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì em cũng cảm ơn anh Hòa, em cũng gửi lời cảm ơn anh Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chị Nhật chiếc xe để chỉ có phương tiện đi bán vé số. Còn đi bán vé số kiếm tiền sống được phải không? Chợ thấy vậy họ thương họ mua, thương họ mua nhiều. Chứ họ không nằm chỗ biết không à. Dạ. Họ thương họ mua nhiều. Dạ. Giúp đỡ. Rồi, đừng suy nghĩ nữa hết. Bây giờ mừng người có xe, mừng người. Mừng. Nó đếm từng ngày, từng ngày. Nó chưa được.